Xót xa mẹ đưa con đi thi bị tai nạn qua đời, người nhà không dám nói để em hoàn thành môn thi cuối. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 6 tại tuyến đường quốc lộ 17 thuộc xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Thí sinh vùng tiếng Việt, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Dương Xá, Gia Lâm, ngồi sau xe máy mẹ chở đi thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội. Trên đường đi đến điểm thi, hai mẹ con gặp tai nạn. Mẹ của thí sinh tử vong, còn Phùng Tiến Việt bị thương tích. Để em tiếp tục thi nên cả gia đình giấu việc về chuyện mẹ đã mất. Tuy nhiên do bị thương, cộng với việc chứng kiến mẹ bị tai nạn, nên tâm lý của em rất hoảng loạn. Vì thế, trong buổi thi ngoại ngữ chiều ngày 18 tháng 6, bài thi môn toán, sáng ngày 19 tháng 6, kết quả của việc không được như mong muốn. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 6, ở bên ngoài điểm thi trường trung học cơ sở Kim Sơn, gia đình đã đợi sẵn em Phùng Tiến Việt để ngay khi kết thúc bài thi, kịp đưa em đến đài hóa thân Hoàng Vũ, nhìn mặt mẹ lần cuối. Được biết Tiến Việt có sức khỏe tốt và mong muốn của em được thi đỗ vào trường trung học phổ thông Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của em trong các ngày làm bài thi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.